Quay UC random số bạc PUBG uy tín tại vậnmaypubg.com. 1, 2, 3 và 3, các bạn đã quay trở lại với FB Channel. Lại là mình đây, Hùng 20 Sunday. Hôm nay thì mình đang có đây là một chiếc smartphone đang có cho mình con chip rất là quen thuộc với anh em. Đó chính là con chip Qualcomm số ẩn 636, một con chip huyền thoại cho những máy Xiaomi như là Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 6 Pro và những dòng Xiaomi khác. Thì với con chip này nó đã quá quen thuộc rồi và hôm nay thì mình sẽ test với một tựa game nó quen thuộc không kém, đó chính là PUBG Mobile, nhưng mình sẽ dùng với một cái phần mềm GF Tool. Và với cái phần mềm GF Tool này thì nó có thể bật được cái mức đồ họa tối đa là HDR, cùng với đó thì cái mức FPS tối đa lên đến là 120fps các bạn ạ, để xem là nó sẽ có ổn định hay không cũng như là FPS trong game nó thế nào nhá. Và trước khi bắt đầu video, nếu bạn nào quan tâm về những sản phẩm điện thoại đến từ nhà Xiaomi thì có thể tham khảo mức giá rất tốt tại di động thông minh, như là với chiếc Redmi Note 7 thì đang có mức giá chỉ là 3.390.000 đồng mà thôi, và khi bạn thanh toán bằng VNPay thì sẽ được giảm ngay 100.000 đồng. Bên cạnh đấy thì có chiếc Redmi K20 Pro với mức giá chỉ là hơn 7 triệu. Nói chung là những chiếc điện thoại đến từ nhà Xiaomi với mức giá rất thơm. Và chúng ta cùng nhau bắt đầu video thôi. Và để thực hiện được video này thì mình sẽ có ở đây là hai app, một app là PUBG Mobile quen thuộc của chúng ta và một app có tên là PUBG FX. Với cái app PUBG FX này thì bạn có thể lên kho ứng dụng CH Play để tải cho mình. Và nó sẽ có hai phiên bản trả phí và cũng như là phiên bản free. Với bản trả phí thì mình đã mua về rồi, nếu bạn quan tâm và muốn tải bản trả phí không mất tiền thì có thể lên cho mình cái group, đó chính là cộng đồng game thủ mobile Việt Nam. Đường link mình sẽ để dưới phần mô tả video cho bạn nhé. Hiện tại thì mình mới build group này thôi nên chỉ có 6 thành viên, hy vọng anh em vào sẽ đông vui hơn. Ở đó, khi mà tải xong phần mềm này về thì chúng ta hãy tiến hành, đó chính là vào phần mềm PUBG FX. Ở đây các bạn sẽ có một cái giao diện và nó sẽ yêu cầu bạn chọn ngôn ngữ và các bạn hãy chọn cho mình tiếng Việt. Đấy, nói chung giao diện của nó thì chỉ đơn giản là như vậy thôi. Ở đây thì các bạn có thể chọn cái phần biến thể trò chơi và các bạn sẽ chọn cho mình cái phiên bản mà các bạn đang chơi. Ví dụ như là bản Trung Quốc, bản Global rồi là bản Link Speak gì đấy. Ở đây thì mình sẽ chọn bản Việt Nam. Đó. Và cái độ phân giải ở đây thì mình khuyên bạn là nên để cái độ phân giải nó vừa phải thôi, 960x540 thì nó sẽ cho cái FPS nó ổn định nhất. Cùng với đó cái phần đồ họa ở dưới thì các bạn có thể bật lên HDR hoặc là có thể là để smooth cũng được. Ở đây thì mình sẽ bật lên HDR luôn và chúng ta sẽ chọn cái mức FPS là 120fps các bạn ạ. Liệu là vào game thì nó có 120fps không ta? Nói chung là hôm sau thì mình sẽ test với con máy dock phone để xem là nó có được lên 120fps không nhá. Ở đó mình đã chọn 120fps và dưới kiểu đồ họa thì bạn không nên quan tâm. Đồ bóng thì bạn nên tắt luôn. Và cái mục MSAA này thì bạn nên bật lên nhá. Và cái phần cấp độ FXAA này thì bạn nên bật, đó chính là X3. Và cấp độ MSAA này thì bạn nên bật là X4. Xuống phía dưới thì các bạn sẽ chọn cái phần là cấp độ đồ họa thì các bạn nên, đó chính là Low, No Shadow để tắt đồ bóng. Chi tiết đồ họa thì bạn nên tắt đi để có một cái độ mượt là cao nhất. Rồi, nói chung là các bạn chỉ cần quan tâm như vậy là nó có thể là giúp chúng ta có thể mượt hơn được rồi. Và cũng như là bật được cái FPS, đó chính là tối đa là 60fps. Và khi cài đặt xong, các bạn chỉ việc nhấn vào cái nút áp dụng ở trên này, Accept và chúng ta nhấn Run Game. Nói chung về tốc độ lag game thì nó sẽ tương tự thôi, nó cũng không cải thiện hơn quá nhiều. Nó chỉ là cải thiện hơn về phần đồ họa cũng như là về phần FPS trong game. Và như vậy thì mình đã vào xong cái phần giao diện của cái tựa game PUBG Mobile. Và ban đầu tiên thì mình thấy rằng là những cái thao tác phản hồi thì nó sẽ tương tự trước khi các bạn setup với lại cái phần mềm PUBG FX thôi. Tuy nhiên thì cái phần đồ họa chúng ta sẽ được thay đổi đôi phần. Khi mà các bạn có thể bật được cái đồ họa cao nhất, đó chính là HDR cộng với cực độ. Và FPS trong game của nó đang duy trì ở cái mức 52fps khi các bạn ở ngoài sảnh chờ. Đấy, thấy không? Những thao tác của chúng ta chạm vuốt thì nó sẽ có nhanh hơn đôi phần. Đó, 59-60fps. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu một trận đấu để xem là nó có thể lên được 120fps hay không nhá. Hồi nãy mình có đọc qua thì nó báo là một số con máy hỗ trợ và một số con máy thì không hỗ trợ. Chính vậy thì mình cũng hơi phân vân, không biết là có lên được hay không. Tại vì gần như là trong game chưa có cái mức setting nào quá cái mức extreme. Đấy, và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu một trận đấu mới. Trận này thì chúng ta chủ yếu là test vào cái phần đồ họa là chính chứ không có tập trung vào khả năng bắn nhá. Để xem là nó có mượt hay không và giúp chúng ta cải thiện được cái FPS trong game nhiều hay không. Với những con chip Qualcomm 636 hay là 660 thì nó sẽ có tốc độ load map cũng như là load game nó không được nhanh cho lắm. Ở đây thì mình đã load xong map và load xong game rồi. Nói về cái phần đồ họa HDR cộng với lại Extreme thì mình thấy rằng là FPS của nó đang cao hơn ở cái mức 30fps các bạn ạ. Như vậy là với chiếc Zenfone Max Pro M1 còn và con chip Qualcomm số 636 này thì nó có thể gánh được và đang ở cái mức đó chỉ trên 40fps. Và tình trạng drop FPS thì nó xảy ra rất là nhiều. Các bạn thấy này, 42, 49, 39 này, đấy 38 này, nói chung là nó vẫn khá là ổn định. Mình thấy rằng là con chip này nó gần như là mạnh bằng con Galaxy Note 10 hôm trước mình test các bạn ạ. HDR cộng với Extreme mà nó cứ drop kiểu gì ấy. Đấy, 44 này, ping đang ở mức xanh và FPS đang ở mức xanh. Ping của mình là 44. Và chúng ta cùng nhau vào game để bắt đầu với lại cái đồ họa HDR cộng với lại Extreme này nhá.
Như vậy là các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ không bật được cái đồ họa 120fps với tựa game PUBG. Thứ nhất là con máy này nó quá yếu, và thứ hai là cái màn hình này nó không đủ cái mức tần số quét là 120Hz. Đấy, khi lên máy bay thì FPS đang khóa ở cái mức 60 luôn. Chơi nó phải phê thế chứ anh em ạ. Vừa nhắc xong phát nó drop nhẹ xuống 39 các bạn ạ. Nhưng mà nó đang duy trì ở cái mức là trên 30 thì mình khá là mừng rồi. Tại vì với những con máy chạy 636 ấy, thì FPS hiện tại cũng như là cái mức setting tối đa của nó bật được, như là trước Asus Mac Pro M1 này mình đang test thì nó có thể là smooth cộng với lại HD. Cũng như đó là một số con máy như là Redmi Note 5 hay là Redmi Note 6 Pro thì nó chỉ bật được cái mức đó chính là medium cộng với medium thôi. Nó không bật được cái mức cao các bạn ạ, khá là buồn. Khi sử dụng với phần mềm PUBG này thì các bạn sẽ tăng được cái mức FPS lên đáng kể, gần như là gấp đôi cho đến là gấp 3. Đấy, FPS trong game khi nhảy xuống khu vực đó chính là Painan là 32 FPS này. Và các bạn lưu ý rằng là mình đang chơi ở cái độ phân giải đó chính là HDR. Wow, khá là mượt, khá là ngon. Đấy, hình ảnh trong game thì nói chung là rất là ok. Khi mình nhặt đồ thì nó sẽ có đôi phần bị giật lag, nhưng mà cái này thì mình thấy rằng nó chấp nhận được. Nó sẽ mượt hơn là cái đồ họa trung bình cộng với trung bình mà anh em hay chơi. Đấy, lượng đồ thì nó không ra gì luôn. Nói chung là rất là ổn với đồ họa HDR cộng với lại Extreme. Hay, do lúc này thì có một ông trong nhà mình đi về, chính vậy thì mình đã bị chết mất đầu các bạn ạ. Thế nên là mình sẽ bắt đầu lại một trận đấu mới. Vậy nói chung là cái FPS của mình khi chơi cái đồ họa đó là HDR cộng với Extreme là nó cực kỳ là ngon, ở trên cái mức 40 FPS. Trung bình là cứ trên 40, còn mà chạy bình thường như này không có giao tranh thì FPS của nó trên 50 các bạn ạ. Và phải nói rằng là với con chip 636 này, nó tối ưu hóa graphics nó khá là tốt. Đấy, 46 này, ping đang ở mức xanh, FPS đang ở mức xanh luôn. Cực kỳ là ngon khi mình đang nhảy vào khu vực nó cũng khá là nhiều nhà, đó chính là khu vực Botcam, à không, đây là khu vực Painan. Tuy nhiên thì có một số vấn đề khi các bạn sử dụng phần mềm graphics, đó chính là cái FPS của nó sẽ không ổn định ở một cái mức nào cả. Ví dụ như một số máy như chạy 855 chẳng hạn thì cái FPS của nó sẽ là ổn định ở cái mức tầm 50 FPS trở lên. Còn với những con máy mà ép sung lên cũng như là cố gắng cài đồ họa cao lên như là ui mù mắt như là chiếc máy này thì nó sẽ không có một trải nghiệm tốt lắm. Ui, có pháo sáng luôn này. Và điều này thì chúng ta sẽ bắt buộc phải chấp nhận thôi, tại vì chúng ta không thể nào đòi hỏi quá cao được. Cá nhân mình thì mình thấy là như thế là quá tốt rồi. Trước khi chết thì mình sẽ bắn luôn quả fly gun này. Những thao tác trong game thì mình thấy là nó khá là ổn áp, khá là ok. Đấy, đồ họa thì rất là đẹp. Và khi các bạn cài graphics thì các bạn không nên bật cái đồ họa nhiều màu hay là những cái chi tiết hình ảnh cũng như bật cửa răng cưa lên nhé. Tại vì bật như vậy thì nó sẽ làm lag thiết bị của chúng ta, cũng như là nó sẽ không có hiệu năng, không còn tốt nữa. Đây, mình sẽ bơm vào luôn. Và sau đấy thì mình sẽ đổi qua cái đồ họa đó chính là Smooth cộng với Extreme để xem là cái FPS của nó sẽ như thế nào. Thao tác phản hồi thì nó sẽ có đôi phần là mình thấy rằng nó nhanh hơn một chút so với khi là mình để mức setting default mặc định. Nghe tiếng chân ở ngoài này sợ thế. FPS khi mà mình đổi qua Smooth cộng với lại Extreme thì nó cũng không có phần độ thay đổi quá nhiều, nó vẫn là giật lag như cũ các bạn ạ. Wow, khá là ngon ở cái mức 5x và 4x. Có một số bạn hỏi mình rằng là khi sử dụng phần mềm graphics thì có bị khóa hàng hay không. Điều này thì mình không chắc chắn, nhưng mà khi mình sử dụng rất là nhiều lần rồi thì mình thấy rằng mình chưa bị khóa hàng. Và mình có nghe một số bạn bảo là khi các bạn sử dụng phần mềm graphics này và bật cái chế độ đó chính là tắt cỏ thì mới bị khóa, còn mà không bật thì chưa thấy ai bị cả. Thế nên các bạn cũng nên lưu ý điều này nhá. Ui, thằng này bắn gắt thế, chết cụ mình rồi. Ui, ô, hơi lag tí các bạn ạ. Rồi, và trước khi kết thúc video này thì mình sẽ bay vào khu vực botcam của Đam Ăn Xôi để xem là có giết được ai không. Tổng kết lại, nếu bạn nào đang sử dụng cho mình những chiếc máy có hình yếu chạy 636 hay là 660 hoặc là những con chip như là 632 chẳng hạn, thì chúng ta nên sử dụng phần mềm graphics tone thì nó sẽ tăng cho chúng ta cái FPS lên cao hơn, đâu đó là gấp đôi so với thông thường. Hiện tại thì mình bay vào khu vực botcam mà FPS của nó đang duy trì ở cái mức là tầm 36-55 FPS này, nói chung là rất là ổn. Đấy, các bạn thấy này, trước mặt mình đang có người này. Trong khu vực nhiều nhà đông người như này thì hơi giật một chút, nhưng mà nói chung thì vẫn bắn được, FPS của nó trên 3x, rất là ngon. Và theo mình nghĩ thì nếu bạn nào có một số tiền lớn hơn thì chúng ta nên đầu tư những chiếc máy ấy, nó có hình mạnh hơn như là Redmi K20 Pro chẳng hạn, mức giá trên 7 triệu nó rất là hợp lý rồi. Còn nếu bạn nào muốn tải cho mình phần mềm PUBG này thì các bạn có thể là vào group cộng đồng game thủ mobile của mình nhé. Mình sẽ để đường link dưới phần link của bài viết cho các bạn. Ui, trong khu vực này nó giật lắm các bạn ạ. Botcam là một trong những khu vực mà có nhiều đồ họa nhất ở tất cả các map của tựa game PUBG này rồi. Mình thì mình cũng cố đấm ăn xôi ở đây thôi, chứ nếu mà giết người thì mình nghĩ là anh em nên đáp ở những nơi xa một chút. Đấy. Ui, ở đâu nhỉ?
nói chung là không đeo tai nghe nữa hơi khó định hướng các bạn ạ. Và các bạn cảm thấy video của mình hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like và subscribe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.